Xin chào thầy và các bạn, em là Trần Thanh Kiều, lớp IGK45. Em xin trả lời câu hỏi về các bệnh ở đường bàng quang. Câu 11, tắc nghẽn dòng ra nước tiểu từ bàng quang có thể dự đoán bởi A. Giá trị creatinin nước huyết thanh, B. Kết quả nuôi cấy nước tiểu, C. Tốc độ dòng chảy nước tiểu tối đa, D. Nội soi niệu đạo bàng quang. Em chọn câu C, tốc độ dòng chảy nước tiểu tối đa, vì câu A, giá trị creatinin huyết thanh dùng để chẩn đoán chức năng thận. Câu B, kết quả nuôi cấy nước tiểu dùng để chẩn đoán các bệnh nhiễm khuẩn liên quan đến đường tiết niệu. Câu D, nội soi niệu đạo bàng quang dùng để chẩn đoán một số nguyên nhân như tiểu máu, tiểu gắt hoặc có khối u bàng quang.